Đức ngày 24 tháng 4 đưa người đàn ông Séc gốc Việt ra xét xử về tội hoạt động gián điệp với cáo buộc là có can dự vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của Đức. Hãng tin AFP đưa tin ông Long NH, 47 tuổi, người được cộng đồng người Việt ở châu Âu xác định là ông Nguyễn Hải Long, bị Đức đưa ra tòa vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Praha và hỗ trợ hậu cần để giúp bắt cóc ông Thanh hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Đức. Cáo trạng nói thẳng luôn là mật vụ Việt Nam, tức là gọi là Tổng cục An ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc công dân trên nước Đức đó. Và họ cũng định ra tất cả cái lịch tòa xử đấy, cũng khi hết 21 phiên tòa xử từ ngày hôm nay là 24 tháng 4 cho đến ngày cuối cùng là 29 tháng 8. Ông Long bị bắt tại Cộng hòa Séc hồi tháng 8 năm ngoái, sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc. Theo Reuters, mỗi tội danh bị cáo buộc có thể bị án tù tới 10 năm. Theo luật sư người Đức bảo vệ cho ông Trịnh Xuân Thanh, thì Viện Công tố Đức cho biết ngoài ông Long còn có các nghi phạm khác, kể cả ông Đường Minh Hưng, người mà truyền thông Đức mô tả là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng An ninh Bộ Công an Việt Nam, đã bị cơ quan công tố Đức điều tra. Theo báo chí Đức, dường như hơn phân nửa số nhân viên của Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội. Việt Nam nói ông Thanh tự ra đầu thú cuối tháng 7 năm ngoái ở Hà Nội và đã tuyên phạt ông 2 án tù chung thân về tội tham ô.